Với phương châm kỳ cương, trách nhiệm, đoàn kết, phát triển, Đại hội đại biểu Phật giáo thị xã Cai Lệ lần thứ nhất nhiệm kỳ 2 2021-2026 chính thức khai mạc vào sáng ngày 2 tháng 11 năm 2021. Nhằm ngày 28 tháng 9 năm Tâm Sửu, vừa qua, tại Hội trường Văn phòng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thị xã Chùa Kim Tiên, khu phố 5 thị xã Cai Lệ, tỉnh Tiền Giang, Đại hội nhất trí thông qua nghị quyết Đại hội đại biểu Phật giáo thị xã Cai Lệ nhiệm kỳ 2021 2026 trong tinh thần đoàn kết, hoan hỷ, hòa hợp và thành công tốt đẹp. Đại hội được tổ chức theo tinh thần thông tư số 229 trên TTHDTS ngày 16 tháng 9 năm 2021 của Trung ương Giáo hội với sự chứng minh và chỉ đạo của Hòa thượng Thích Huệ Minh, Ủy viên Hội đồng trị sự, trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang. Chư Tôn Đức thường trực ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Chư Tôn Đức thành viên ban trị sự Phật giáo thị xã Cai Lệ cùng đại diện chính quyền các ban ngành, tỉnh ủy, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc, ban tôn giáo tỉnh, phòng an ninh đối nội công an tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các ban ngành thị xã cai lệ và địa phương sở tại cùng tham dự. Sau nghi thức niệm Phật cầu gia hộ chào đạo kỳ và quốc kỳ, thay mặt ban tổ chức đại hội, đại đức thích đức quang ủy viên ban trị sự, trưởng ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam thị xã cai lệ, trưởng ban tổ chức đại hội phát biểu khai mạc. Chào mừng Chư Tôn Đức Giáo Phẩm và đại biểu đã dành thời gian về tham dự đại hội đại biểu Phật giáo thị xã nhiệm kỳ 10 2021-2026. Trong lời khai mạc, Đại Đức nhấn mạnh đây là một sự kiện trọng đại của Phật giáo thị xã Cai Lệ là lần đại hội thứ nhất sau khi Phật giáo thị xã được tách ra từ Phật giáo huyện Cai Lệ. Hơn nữa, đại hội là một sự kiện có ý nghĩa rất quan trọng vì thông qua đại hội sẽ đúc kết những thành quả đã đạt được trong nhiệm kỳ, từ đó rút ra những kinh nghiệm quý báu để hoạch định chương trình hoạt động phật sự phù hợp với nhu cầu hội nhập và phát triển của xã hội trong giai đoạn mới. tăng ni phật tử thị xã cây lệ luôn thực hiện tốt tinh thần đạo pháp dân tộc chủ nghĩa xã hội sống đúng với tinh thần lục hòa cộng trụ. đại hội lần này sẽ là bước ngoặt lớn để các công tác phật sự địa phương ngày càng phát triển, nâng cao chất lượng hoạt động, đóng góp tích cực cùng đảng nhà nước và nhân dân xây dựng quê hương ngày thêm phồn vinh vững mạnh. Đại biểu tham dự đại hội đã được nghe bằng thư ký báo cáo tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ 9 2016-2021 của Ban trị sự Phật giáo thị xã Cai Lệ. Theo báo cáo, thị xã hiện nay có 35 cơ sở tự viện với 126 tăng ni trong 5 năm tích cực hoạt động. Ban trị sự Phật giáo thị xã Cai Lệ đã hoàn thành tốt các công tác Phật sự được giao, phát huy truyền thống của các bậc tiền bối, tích cực tham gia các chương trình hoạt động phụng sự đạo pháp, phục vụ dân tộc, hướng về sự tốt đời đẹp đạo theo phương châm đạo pháp dân tộc chủ nghĩa xã hội dựa trên nền tảng đó ban trị sự đảng điều hành hướng dẫn tăng ni phật tử tham gia rất nhiều hoạt động lợi đạo ích đời thể hiện tinh thần đền ơn đáp nghĩa phát huy truyền thống yêu nước xây dựng khối đại đoàn kết đồng hành cùng dân tộc thông qua công tác từ thiện xã hội đạt gần 17 tỷ đồng trong phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2021-2026, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thị xã Cây Lệ tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, kêu gọi tăng ni và phật tử tinh tấn thực hành lời phật dạy luôn thể hiện tinh thần hộ quốc an dân đồng hành cùng dân tộc đặc biệt chú trọng các ngành quan trọng như tăng sự hoàng pháp giáo dục hướng dẫn phật tử văn hóa từ thiện xã hội và thông tin truyền thông một cách sáng tạo phát triển bền vững trên mọi lĩnh vực đạt hiệu quả cao nhất phù hợp với chủ đề đại hội kỷ cương trách nhiệm đoàn kết phát triển ghi nhận thành quả của tập thể ban trị sự phật giáo thị xã và chư tăng ni có nhiều nỗ lực đóng góp trong nhiệm kỳ Tại đại hội, Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang, của Bình nhân Dân thị xã Khai Lệ đã trao tặng bằng tuyên dương công đức và giấy khen đến tập thể và các cá nhân. Tại đại hội, Hòa thượng Thích Huệ Minh, của viên Hội đồng trị sự trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang lấy ý kiến biểu quyết thông qua danh sách nhân sự gồm 15 vị và đại hội thống nhất suy cử đại đức Thích Đức Quang tái đảm nhiệm chức vụ trưởng ban ban trị sự Phật giáo thị xã Cây Lệ nhiệm kỳ 2021-2026 bà võ thị búp phó chủ tịch ủy ban nhân dân thị xã Cây lệ ghi nhận và biểu dương những thành tích mà phật giáo thị xã đã đạt được trong năm năm qua đã là thành tựu đạt nhiều kết quả tốt đẹp trên các lĩnh vực văn hóa an sinh xã hội góp phần làm tốt đời đẹp đạo hy vọng tân ban trị sự phật giáo thị xã nhiệm kỳ mới sẽ kết hợp cùng lãnh đạo chính quyền địa phương phát huy tốt hơn nữa tinh thần hồ quốc an dân toàn thể đại hội lắng nghe lời đạo từ của hòa thượng thích huệ minh tán thán công đức đến chư tôn đức tân bang trị sự phật giáo thị xã Cây lệ đã điều hành phật sự thành tựu trong nhiệm kỳ qua những thành tựu hôm nay sẽ làm tiền đề để tân bang trị sự do hội phật giáo việt nam thị xã giữ gìn phát huy vận dụng làm hành trang trong mọi hoạt động phật sự sắp tới từng bước khắc phục những khó khăn dưỡng mắt ổn định và phát triển đạo pháp hòa nhập với xã hội